Phú xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ đến với một con ạc ở server 551 là gà lên 5 nha mọi người. Thì đây là một con ạc mà Cú cũng mới vừa thu ngày hôm qua thôi. Thì hiện tại là cũng có một vài bạn hỏi rồi. Tuy nhiên thì chắc là đến chiều là nó sẽ bay thôi nha mọi người. Thì bây giờ là Cú sẽ show full cho các bạn xem. Thì đây là một con ạc level 60. Thì con ạc này cũng từng là Cú thu và bán cho một bạn đó. Thì bạn ấy hiện tại bây giờ chơi chán, thành ra là thanh lý lại cho Cú nha. Thì hôm nay là mình sẽ làm video để show full cho các bạn xem. Con ạc này thì nó cũng không quá đặc biệt các bạn. Server 550 và level 60, lực chiến thì chỉ có 218k thôi, khá là yếu hơn so với tầm trung. Tuy nhiên thì giá thành của nó là khá là cao hơn tầm trung một xíu thôi nha mọi người. Thì ở đây là được một cái giá trị nhất, đó chính là quao búa Minotaur vĩnh viễn nha. Thì quao búa này ấy, các bạn tìm vĩnh viễn là ở đầu khi lúc mới ra server ấy, thì các bạn sẽ đua tớp nạp thì các bạn sẽ được vĩnh viễn nha. Thì cái đó là cái mà Cú biết đầu tiên, còn những cái sự kiện khác thì Cú cũng chưa có nắm được là ở đâu mà có búa vĩnh viễn nữa nha mọi người. Nhưng mà đa số thì mỗi server ấy, mỗi cụm ấy thì nó cũng không có nhiều ạc có búa vĩnh viễn đâu. Búa ngài thì rất là nhiều rồi, còn búa vĩnh viễn như thế này á thì rất là hiếm, rất là ít nha. Thì đây là một con ạc 60 và hiện tại thì vòng tay của nó là đã có một chiếc lên cộng 7 rồi nha mọi người. Một chiếc Venus cộng 7 và một cái vòng tay xanh cũng cộng 7. Ở bên đây thì hai cái hạnh phúc cộng 6 nha các bạn. Thì để Cú táo ra và lắp lại cho các mọi người xem. Ở đây thì chọn hết là đây, khi mà Cú chọn hết thì sẽ đủ lên một cái hạnh phúc cộng cộng 7 luôn nha. Tuy nhiên thì do là chưa có nhẫn thường cho nên là không có kiểu như là không có bồi cho nó lên cộng 7 luôn. Để hai chiếc cộng 6 cho nó mạnh nha các bạn. Ở đây là VIP Ares 58%. Ạc này thì VIP 9 nạp cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà ở đầu server ấy thì con ạc này là một con ạc top của server lúc thời điểm mới ra nha mọi người. Tuy là bán cho bạn ấy vài tháng thì không có nạp nhiều nữa và cũng không có cài cuốc nhiều, thành ra là lực chiến nó bị thọt một tí xíu, tức là yếu hơn những ạc khác, nhưng mà nó cũng thuộc hạng 16 của server thì cũng khá là ok rồi. Giá thành của nó thì cũng cao hơn tầm trung một xíu chứ cũng không quá đắt nha các bạn. Và hiện tại ạc này thì cũng có vài bạn là dặn dò. Tuy nhiên thì hôm nay là chủ nhật thì việc chuyển khoản mà họ ra ngân hàng rất là khó khăn, thì không biết như thế nào, thì ai nhanh tay thì được trước thôi. Và nhẫn kim cương ở đây thì cũng đã cộng 4 nha các bạn. Và được 546 điểm, 547 điểm, được nửa chặng đường lên cộng 5 rồi. Thì ở đây là cây quao búa vĩnh viễn nè. Ngoài ra thì chúng ta còn có super phi tiêu vĩnh viễn nha. Và một số vũ khí super chưa gia hạn như là super tủ thuốc nè, super lưu gạch, có cả VIP búa, VIP thương cổ và cả VIP bumerang nữa. Và những cây wow khá là bình thường thôi. Về phần thuộc tính của level 60 như thế này ấy, thì nó cũng thuộc dạng là chắc là tầm trung. Để một lát thì Cú sẽ test thử một ít ván sảnh cho mọi người xem nha. Ngọc ạc này thì có cả phong ấn cam nè, thần báo hạt nhân, bạo kích và xuyên giáp. Ở đây thì Cú sẽ thay cái xuyên giáp thành cái liên kích đi, tại vì hiện tại lực chiến này khá là thấp thì các bạn để xuyên giáp nó cũng không ăn đua nữa mọi người. Và hiện tại con ạc này là level 70 và đã đột phá được level 76 nha các bạn. Bét Phượng Hoàng đã level 70 và mát đột phá, và đột phá là 14.160 máu là level 76. Hiện tại thì đang nuôi tiếp tục con bét rồng nha, đột phá cũng khá là cao, 16.000 mấy máu và còn 75 mảnh chưa sử dụng nha. Con ạc này thì nó bị thọt chờm sao thì các bạn cũng thấy rồi. Ở đây là nó tổng điểm của nó thì không có được cao cho lắm nha. Tiếp tục là phần chúc phúc thì vũ khí cũng level 9, nón level 9, áo level 9 và trợ thủ level 7. Phần đá khảm thì nói chung ạc này đá khảm khá là ok rồi, thì gần full 12 rồi, chúng ta còn một viên tím và một viên xanh 11 nha các bạn. Ở đây thì viên xanh 11 cũng đã được hai viên đá 11 rồi đây. Thần khí thì đã 5.1 nha các bạn. Còn về phần vật tổ thì là 23, 25 và 23 thì cũng khá là ok. Tiếp tục là danh trại hiện tại ở server 550 này á các bạn, thì đã có danh 10 rồi. Tuy nhiên chúng ta không có góp gạo, thành ra là không thể nào ké được nha. Ở đây thì chỉ mới lên được linh hoạt 40, thiết giáp 35, hiệp lực 40 và cộng sinh là level 16.
Còn về viện bảo tàng ấy các bạn, viện bảo tàng thì vũ khí chúng ta lên gần full luôn, còn một cái thôi. Và phần bét cũng vậy, tổng điểm của nó là hồi phục 979, hộ giáp 504 và nhanh nhẹn là 921 nha mọi người. Về phần thời trang thì hiện tại là đang full giác vàng, áo và nón thì nón ở đây là nón thường thôi, thắt lưng và cả trang sức thì nó cũng hết rồi. Tiếp tục là phần đạo cụ nha. Đạo cụ thì cũng không có gì đặc biệt cả các bạn. Ở đây thì chúng ta đá giác vàng mỗi loại là còn đủ giác vàng một tháng đi. Đá giác nón này thì, đá giác áo thì chúng ta còn thiếu khoảng 50 mấy viên nha các bạn. Đấy. Bây giờ thì Cú sẽ bắt đầu bước vào sảnh để test cho mọi người xem level 60 và có lực chiến 218k. Thì khi các bạn mua con ạc này về ấy, thì ở trong sảnh nói chung là cũng có tiếng nói một tí xíu. Tại đây cũng là một con ạc khá là ok, có tiếng nói, không phải là mình thiện quy hay là này kia. Tức là các bạn giao lưu chat này kia thì cũng có nhiều người để ý đến bạn. Tại vì đây cũng là một con ạc khá là chất mà, viết chính và có qua búa vĩnh viễn nữa. Thì đó là một cái điều mà làm cho con ạc này nó trở nên có giá trị hơn so với những con ạc cùng trang lứa của nó, cùng lực chiến nha. Thôi toang rồi. Ván đầu tiên mà chúng ta đã gặp một bạn level 70 và bạn ấy thuộc Guigato, thuộc cụm 1 nha mọi người. Một cái combo là chắc hit sọt chúng ta lên bảng luôn quá. Ở đây thì mỗi con ạc ấy, tuy là Cú không có rao bán nhiều ở trên group, không có giao bán nhiều ở trên YouTube. Tại vì hiện tại thì Cú chỉ cần up Zalo thôi. Là khách hàng của ở Zalo thì nói chung là cũng khá là nhiều. Thì thành ra là khi mà up lên đó ấy thì sẽ có người mua thôi. Tại vì hiện tại thì video nó cứ bị trùng lặp nhiều ạc, thành ra thì chuyển sang ạc này chuyển sang ạc kia cho các bạn xem nó đỡ chán một tí xíu thôi ha. Chứ cũng không biết làm gì luôn. Chứ Cú thì hồi đó giờ bán thì đã quen ở Zalo rồi, ít khi nào mà phải giao lên kênh lắm. Tại vì bạn nào cần mua thì liên hệ với Cú qua Zalo thôi. Tại vì thấy con ạc này cũng khá là đẹp ấy mọi người. Tại vì cây búa vĩnh viễn thì nó cũng khá là hiếm. Rất là may mắn khi bạn 70 này bạn đầu mít nha, thành ra là chúng ta mới có cơ hội để trả đũa. Thì nói chung ở bên Cú hiện tại thì còn 4x và 5x tầm trung, độ khoảng từ 1 cho đến 2 triệu quay đầu thôi. Khá là nhiều, thì nếu như mà bạn nào muốn mua thì có thể kết bạn Zalo để tham khảo nhiều hơn. Và các bạn cũng thông cảm giùm mình là hiện tại thì fake và cả giả mạo Facebook và Zalo rất là nhiều. Thành ra là những cái tài khoản nào mà nhìn nó khá là trắng và nó mới tạo ấy, thì nói thật là ghét rồi mình sợ, thành ra đâm ra không có thiện cảm với những con ạc đó luôn ấy. Cái này là mình nói thật sự nha. Tại vì có nhiều người ấy tạo Facebook giả mạo xong rồi cái bắt đầu kết bạn với mình, rồi đổi tên thành những cái người uy tín để đi lừa đảo người khác, rồi thôi đủ trò hết. Thành ra là những không phải là Cú bao gồm hết những cái Zalo mà mới tạo hay là Facebook mới tạo, mà mình nói chung nha, chỉ nói rất là một số nhiều ấy. Thành ra là làm cho mình mất lòng tin và mất thiện cảm luôn đối với những cái tài khoản Facebook mà kêu bằng là clone ấy mọi người. Thành ra là nếu như mà mình có gay gắt thì các bạn cũng thông cảm nhé. Tại vì gặp quá là nhiều, gần đây thì khá là nhiều vụ lừa đảo. Thành ra là nếu như mà bạn nào có giao dịch hay là mua bán nạp mốc này kia ấy, thì các bạn nhớ là chết bằng cách là gọi số điện thoại của người đó hoặc là call video với người đó. Thì nếu như chuẩn xác thì họ sẽ nghe và họ sẽ bật video cho các bạn xem mặt nha. Còn nếu như mà họ không nghe máy hay là họ không chịu call video thì các bạn lập tức ngưng giao dịch giùm mình. Tại vì nói chung làm cái nghề này á, là không có vụ mà không nghe máy hay là bận này bận kia. Nếu bận ấy thì cho một cái giờ nào đó rảnh thì bắt đầu call video cũng được mà, chứ đâu có nhất thiết là các bạn phải call liền. Và nghe họ bận thì các bạn lại không call nữa mà. Nếu như mà họ bận không bật cái máy lên được 10 giây cho các bạn xem mặt thì các bạn nghĩ coi mà nhận giao dịch được là như thế nào. Thì các bạn cũng phải bỏ một ít thời gian ra để tìm hiểu này kia các kiểu nha. Để tránh là bị mất tiền này kia. Bây giờ là Cú sẽ chơi một cái combo full dam kèm với skill của Phượng Hoàng. Oh my god, bạn 70 này khá là trâu nha mọi người.
Buổi sáng level 60 thì các bạn sẽ gặp từ level 50 cho đến 70. Buổi sáng thì đa số những bạn 70 đi khá là nhiều nhờ. Thường thường thì cú cầm mạng này chơi khoảng mấy hôm trước ấy thì đa số là cũng gặp những bạn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà hôm nay thì buổi sáng chắc là ít người chơi, thành ra là chúng ta gặp khá là nhiều những bạn level 70. Rất là may là bạn 70 này, bạn ấy mang bet nhỏ nha. Tuy nhiên thì chắc là lực chiến cũng khá là cao, thành ra rất là trâu. Ngọc liên kích khá là tốt nha. Hồi nãy giờ hai lần bao đều chạy. Ôi, bị vướng một pha rít thấy không mọi người. Liên kích của chúng ta cũng chạy nè nha các bạn. Bạn này khá là trâu luôn. Hy vọng là sẽ không bị rít nha. Tại vì nếu như rít là chúng ta sẽ thua liền ấy mọi người. À, rất là may mắn. Ồ, rất là may mắn nha mọi người. Chứ nếu như mà ngấy rít là chúng ta đã kết thúc rồi. Thì ở đây là cú lên những cái con video như thế này ấy, phần chính ấy là muốn up và show cho mọi người xem thôi, chứ còn việc bán đối với cú ấy thì nó nói đơn giản thì nó cũng không đơn giản, mà do là mình cũng đã mua bán thời gian khá là dài rồi, hơn một năm rồi, rất là nhiều khách hàng biết đến và này rất là nhiều bạn bè biết đến, và hiện tại thì cú cũng không nói không cần khách mới thì cũng không phải, nhưng mà luôn để tự nhiên ấy chứ không có đi tìm những bạn khách mới nha. Tức là nếu như ai cần mình và ai tin mình thì họ đến tìm cú thì cú sẽ mua bán hay là hỗ trợ hay là nạp móc cho họ. Chứ cú không có như phải ngày xưa mà phải đi comment từng bài ở trên cộng đồng này kia thì không cần. Tại vì hiện tại bây giờ ấy các bạn, rất là nhiều người làm giống như cú và có uy tín thì cũng, nói chung thì uy tín thì ai cũng uy tín ngang nhau. Nếu như mà làm thời gian dài này kia các kiểu và được anh em công nhận ấy. Còn đối với những bạn mà mới làm sau này á thì mình không biết được, thì mọi người tự tìm hiểu thôi. Thì thời gian cú làm thời gian đầu ấy thì đương nhiên là cũng rất là khó khăn, thì từ từ mình làm nhiều ngày nhiều tháng trôi qua thì mọi cái sự cống hiến của mình nếu như ok thì mình sẽ được mọi người công nhận thôi. Cái đó thì cũng rất là bình thường nha các bạn. Ôi có vẻ khá là căng nha. Còn về mà những bạn kêu mình bỏ làm cái YouTube này á, thì mình nói thật với các bạn, đây là kênh của khách hàng. Khách hàng tặng cho mình, tức là mỗi lần giao dịch họ đăng ký để ủng hộ cú. Và từ đầu là cú đã không có ý định làm YouTube rồi, nhưng mà càng ngày càng thấy cảm thấy thích này kia và nhiều các bạn đăng ký ủng hộ cú hơn. Thành ra là cú mới làm nha các bạn. Và hiện tại bây giờ á, nếu như thật sự những cái video của cú làm thì nó không hay thật, nhưng mà nếu như các bạn không xem cũng được nữa. Tại vì cú nói rồi, việc chính của cú vẫn là giao dịch mua bán và nạp móc này kia thôi. Còn về YouTube thì cú vẫn up đều đều để cho mọi người vui là chính thôi, chứ thật sự thì cũng không quá quan trọng nha các bạn. Tại vì kênh YouTube thì nó không mang lại thu nhập nhiều cho cú, thành ra là, với lại mình cũng biết là cái khả năng của mình làm YouTube thì nó sẽ không có hay và cũng không có hấp dẫn như những bạn chuyên nghiệp YouTube làm về game khác. Thành ra là mình chỉ làm với ý định là vui và giao lưu này kia cho các bạn thôi. Thành ra là video nào hay thì mọi người xem ủng hộ, video nào không hay thì các bạn có thể nhấn bỏ qua giùm mình. Chứ các bạn đừng quá gay gắt, có nhiều bạn chửi bới này kia mình biết chả biết là để làm gì nữa. Thì cú xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn ở video sau nhé. Thì bây giờ là cũng đã show full rồi, thì nếu như bạn nào cảm thấy ưng ạt này thì các bạn liên hệ trực tiếp với cú qua Zalo và số điện thoại. Nhưng mà hiện tại thì cú không biết up lên thì còn hay không, thì các bạn cứ liên hệ đi. Nếu như ạt này bán rồi thì có thể tham khảo thêm nhiều ạt tầm trung khác nha các bạn. Thì xin chào mọi người và hẹn các bạn ở video sau.